Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Muôn Màu V-League. Câu lạc bộ Long An xác nhận họ vừa gia hạn thành công với tiền đạo Nguyễn Anh Đức thêm một mùa bóng nữa. Đây có thể coi là một bản hợp đồng khác bất ngờ vì ở mùa giải trước, chân sút sinh năm 1985 từng xác nhận sẽ chỉ chơi bóng đến hết mùa giải 2021. Anh sẽ đóng góp cho Long An trong hai vai trò cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên. Nói về việc gia hạn thành công với người hùng của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, ông Võ Thanh Nhiệm, chủ tịch câu lạc bộ Long An, chia sẻ, chúng tôi đã ký hợp đồng cách đây mấy ngày. Anh Đức sẽ chơi ở đây thêm một mùa với hai vai trò. Khi nào cậu ấy khỏe thì vào sân thi đấu, không thì hỗ trợ ban huấn luyện. Trong màu áo đội chủ sân Tân An tại giải hạng nhất 2021, Đức Eto'o ra sân 6 trận, ghi được 5 bàn thắng, chiếm 100% tổng số bàn thắng của đội trước khi mùa giải bị hủy bởi đại dịch. Dù là tân binh và cũng đã lớn tuổi, nhưng anh Đức đã nhanh chóng thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình lên đội bóng. Tiền đạo tuyển Việt Nam đã hoàn thành xong lớp huấn luyện viên bằng A, anh đủ tiêu chuẩn dẫn dắt các câu lạc bộ V-League. Tuy nhiên, kinh nghiệm huấn luyện là điều anh Đức còn thiếu. Anh đang tích lũy những điều đó tại câu lạc bộ Long An. Nếu cảm thấy video này thú vị thì đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.